có một cái công văn thanh lý tôi gửi qua đường bưu điện bảo tôi ký, thì đấy là tôi chạnh lòng nhất đối với bản thân tôi. Để tôi cứ ký, tôi gửi cái giấy thanh lý đấy, tôi rất muốn rằng tôi sẽ là một người đàng hoàng. Tôi đứng và tôi đi, tôi sẽ ra tôi chào tất cả. Nhưng khi người ta gửi cho tôi một cái công văn qua đường bưu điện vào để tôi ký cái giấy thanh lý và tôi lại gửi ngược lại. Và khi kỷ niệm 15 năm mà tôi đang là người làm 15 năm, tôi không có một sự lời mời. Đối với bất cứ một huấn luyện viên nào, chúng đều muốn cầu thủ giỏi về với mình. Nhưng đối với Thành Trung thì tôi muốn khuyên Thành Trung, nếu con có ở lại Hà Nội, con nên ở lại. Năm nay giấc mơ đoạt cúp của Hải Phòng liệu có thực hiện được không anh? Không, tôi chưa nghĩ đến điều đấy. Thưa huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, tuần này sẽ có một trận đấu đặc biệt cảm xúc với cá nhân ông. Đấy là lần đầu tiên ông sẽ về làm khách ở mái nhà sư Hàng Đẫy. Cảm xúc của ông bây giờ như nào và ông chuẩn bị cho trận đấu này như thế nào? Thì đối với tôi thì khi mà quay lại để mà gặp Hà Nội tại sân Hàng Đẫy, chắc chắn đây là một cảm xúc nó rất khó tả đối với bản thân tôi. Vì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một lúc ngày nào đấy để mình quay ngược lại với đội bóng của mình mà tại chính sân Hàng Đẫy. Thì chắc chắn là cái cảm xúc của tôi hiện tại thời điểm này thì tôi đang cũng chưa định hướng được, mà tôi cũng đang phân vân là mình sẽ đối diện với cái cảm xúc đấy như thế nào. Còn về sự chuẩn bị cho trận đấu thì đương nhiên rằng Hà Nội là quá khứ, Hải Phòng là hiện tại. Thì chắc chắn tôi đang làm việc cho Hải Phòng thì tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, thì tôi phải chuẩn bị những cái gì tốt nhất cho đội bóng của tôi. Thì đấy là những sự chuẩn bị trong cả một tuần. Thì Hải Phòng thì cũng có cái khoảng nghỉ dài hơn Hà Nội một ngày, thì cũng đã có sự chuẩn bị và cũng đã theo dõi đối thủ, thì và cũng có những cái trận tập huấn để biết được là đối thủ của mình mạnh những cái gì và yếu những cái gì để chuẩn bị những cái gì tốt nhất cho đội bóng của mình. Hà Nội có ý nghĩa như thế nào trong trái tim của anh và trong sự nghiệp của anh nữa? Chắc chắn Hà Nội đối với tôi nó như là một quê hương thứ hai, mà nó sẽ rất sâu ở trong trái tim tôi. Vì với Hà Nội thì tôi có tất cả. Tôi thành danh từ Hà Nội. Trong cái nghề huấn luyện viên của tôi đi từng bước một từ hạng 3 cho đến V-League. Mà đấy là cái thành công để những người khác ta biết đến tên Chu Đình Nghiêm nhiều hơn là Hà Nội đã cho tôi. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hà Nội nó là một cái giai đoạn xuyên suốt. Anh đi từ ngày mà câu lạc bộ chưa là cái gì cho đến khi anh đưa câu lạc bộ lên đỉnh cao, và anh cũng là một huấn luyện viên có thành tích giàu có nhất ở V-League. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp của anh? Thì đối với tôi thì nó rất là ý nghĩa. Vì khi lúc đấy tôi mới chia tay cầu thủ, khi tôi bước chân Hà Nội từ năm 2005 và tôi muốn theo đuổi cái nghiệp huấn luyện viên, thì tôi cũng chưa có bằng cấp, thì tôi cũng phải đi học từ CBA, và tôi cũng đã được làm việc với rất nhiều những huấn luyện viên giỏi như Hữu Thắng, của anh Phan Thanh Hùng và Triệu Quang Hà. Thì qua những cái đấy tôi đã đúc kết được, và tôi cũng chuẩn bị cái hành trang để đấy sau này mình có nắm một đội bóng nào đấy thì có những cái kinh nghiệm và cái học hỏi nhất định để mình phát huy. Thì khi vào đội bóng Hà Nội năm 2016, về cái trạch trạc về cái cabin huấn luyện để cho đấy thì lãnh đạo nói, thì khi đội bóng nó quá gì biết bát thì tôi cũng không thể từ chối được nữa, thì tôi cũng chấp nhận mạo hiểm về cái thử thách bản thân. Thì cuối mùa thì năm đấy cũng là một năm thành công, rất thành công của đội bóng Hà Nội khi 6 trận đầu đang đứng bét bảng mà cuối vòng thì lại vô địch. Thì nó là một cái bàn đạp rất lớn đối với tôi trong cái sự nghiệp nghề, mà đã cho tôi thêm một tự tin mà khỏi về cả cái chuyên môn. Và khi làm việc ở Hà Nội thì đối với tôi, một câu lạc bộ Hà Nội thì là một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Có một người lãnh đạo, có một người anh, người cha của không phải của cả một đội bóng, của cả một cái tập thể, luôn luôn dìu dắt, chia sẻ, không phải lo cho những người làm với mình, không phải bản thân tôi hoặc cầu thủ mà lo cả cho gia đình cầu thủ và gia đình tôi. Thì tôi nghĩ rằng có với một người lãnh đạo như thế thì sẽ chắc chắn rằng sẽ rất nhiều người muốn đóng góp và nỗ lực hết mình cho những người lãnh đạo như thế. Anh nói về cái chuyện là câu lạc bộ Hà Nội đã giúp đỡ anh, giúp đỡ gia đình anh, nhưng mà thực ra là anh cũng đã giúp đỡ câu lạc bộ rất là nhiều. Chứ mình nói bóng đá nó phải có đi có lại, chúng ta là bóng đá chuyên nghiệp là nó phải có đi có lại. Không, anh nhìn nhận như nào về sự đóng góp của anh cho cái tập thể câu lạc bộ Hà Nội, nhất là khi đội bóng đang cực kỳ khó khăn, cực kỳ khủng hoảng cái mùa 2016? Thì chắc chắn rằng cái đóng góp của tôi đối với Hà Nội thì những người lãnh đạo, cầu thủ và những người làm việc cùng tôi sẽ hiểu được tất cả những cái gì tôi nỗ lực
tôi nỗ lực vì đội bóng Hà Nội, vì tôi luôn luôn coi đội bóng Hà Nội đấy là của bản thân tôi. Đi từ hạng 3 khi mà còn không có người, phải đi mượn tất cả những cầu thủ Phủi, hoặc là đi phải đi thuê một căn nhà ở ngoài để mà ở, để mà đi tập Phủi từ hạng 3 mà trong 2 năm lên hạng nhất, 3 năm là lên V-League. Thì đấy là một cái trải nghiệm của tôi với Triệu Quang Hà. Vì tôi với Triệu Quang Hà lúc đấy, tôi với Triệu Quang Hà là bạn thân. Mà Triệu Quang Hà nhận lời của anh Hiển để ra đi làm việc, thì Triệu Quang Hà về có nói với tôi, bạn ra đi làm cùng tôi. Thì đấy là những cái trải nghiệm tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ phai mờ được trong tất cả cái sự nghiệp của tôi và kể cả cuộc đời tôi. Chắc chắn là bóng đá Việt Nam sẽ khó có những cái mốc như thế. Và tôi may mắn hơn, tôi lại có những cái mốc để vô địch V-League. Tôi chắc chắn rằng không phải lãnh đạo hoặc là những cầu thủ, tất cả mọi người hâm mộ đều biết cái sự đóng góp của tôi. Tôi đóng góp nhưng Hà Nội đã cho tôi rất nhiều. Tôi cũng có một cái tập thể như thế thì tôi mới xây dựng được cái thương hiệu của tôi. Và tôi cũng đầy đủ kinh tế, đó là lãnh đạo cho tôi. Vì cái công sức đóng góp của tôi thì tôi nghĩ rằng tôi vừa lòng, rất vừa lòng với hiện tại và tương lai. Anh là một người rất là khiêm tốn. Anh nói rằng là anh học được từ anh Triệu Quang Hà, anh Hữu Thắng, anh Phan Anh Hùng. Nhưng thực ra không có một cái đế chế nào mà nó có thể thành công lâu dài được. Và rõ ràng là cái thành công của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trong cái khoảng thời gian rực rỡ nhất, nó là một cái trí tuệ, nó là sự sáng tạo, nó là đẳng cấp của Chu Đình Nghiêm, chứ nó không còn là một sự kế thừa đơn giản nữa. Anh đánh giá như nào về cái dấu ấn của mình trong cái cách chơi của câu lạc bộ Hà Nội mà anh đã kế thừa được từ các bậc đàn anh? Thì tại sao tôi lại nói là học hỏi những con người đấy? Một người thì tôi học một ít. Anh Hữu Thắng có cái mạnh của Hữu Thắng, Triệu Quang Hà có cái mạnh của Triệu Quang Hà, và anh Phan Anh Hùng có cái mạnh của anh Phan Anh Hùng. Thì những cái mạnh đấy tôi học cộng với những cái điểm tôi biết, thì để tôi phát huy, tôi xây dựng đội bóng khi mà tôi toàn quyền quyết định. Tôi xây dựng, tôi có thể đánh giá được tính cách của từng cầu thủ, khơi gợi cái sự nhiệt huyết của các bạn ấy. Vì các bạn biết rằng là trong bóng đá mà khi cầu thủ mà xuống đáy hoặc lên đỉnh, xuống đáy mình phải vượt lên được, mà lên đỉnh thì mình phải giữ cho người ta một sự cân bằng. Thì Hà Nội thì rất nhiều lần lên đỉnh, nhưng mà để mà sang năm mùa giải tiếp theo các bạn cần lại một cái sự cân bằng, các bạn phải tái tạo lại mới. Thì tôi hiểu được, mà cái đấy là cái của tôi. Chắc chắn tất cả những cầu thủ ở Hà Nội đều hiểu tính cách của tôi. Tôi chưa bao giờ chê trách bất cứ một cầu thủ nào, nhưng tôi luôn luôn khơi dậy cái sự đam mê, cái sự nhiệt huyết của các bạn đối với bóng đá. Vì tôi vẫn nói các bạn, trong nghề bóng đá mình đứng lại người ta chạy qua rồi, đừng nghĩ về cái thành tích ngày hôm nay mà mình phải nhìn vào cái thành tích ngày mai. Ngày mai mình nhớ tới, chứ mình đừng vừa lòng với cái gì mình đã làm được. Lúc đấy thì chúng ta sẽ là thất bại. Chúng ta chỉ nhìn về cái quá khứ là chúng ta thất bại. Đâu là cái kỷ niệm đáng nhớ và ngọt ngào nhất của anh với câu lạc bộ Hà Nội? Với câu lạc bộ Hà Nội thì tôi rất có nhiều kỷ niệm. Tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vì khi lần đầu tiên tôi là huấn luyện viên trẻ mà nhận đội bóng khi biết bát mà cuối năm có một cái chức vô địch. Đấy là cái chức vô địch đầu tiên đối với tôi. Và cái chức vô địch đấy cũng là mấy năm Hà Nội mới có lại, khi mà Bình Dương 14-15 Hà Nội tuần về nhì. Và cái chức vô địch đấy nó rất nhiều cảm xúc. Đến giây phút cuối cùng chúng tôi chỉ hơn Hải Phòng 2 bàn thắng. Ở giây phút cuối cùng khi Gonzalo ghi bàn thứ hai, chúng tôi mới cảm thấy rằng chắc chắn là cái chức vô địch. Thì đấy là cái cảm xúc vừa hòa. Còn thì những cái tôi vừa lòng nhất đối với cái cảm xúc là năm 2018, khi đội bóng Hà Nội chơi một thứ bóng đá cống hiến và tự tin. Ra sân thì từ đến ban huấn luyện cho đến tất cả cầu thủ chỉ muốn chơi bóng thôi, chỉ muốn chơi bóng và cống hiến, thì tận hưởng cái niềm vui trong bóng đá. Đội bóng Hà Nội ra sân thì chưa đá cũng đã nghĩ được đến chiến thắng. Thực sự cái thời điểm đấy là tôi cảm thấy rằng năm 2018 là thành công nhất về chuyên môn. Vì các bạn biết rằng cái thời điểm đấy thì chắc chắn rằng sau này bóng đá Việt Nam sẽ rất khó làm, vì cái số điểm nó gần như là tuyệt đối. Lúc đấy là được 64 điểm, 26 vòng đấu chúng tôi thắng 20 trận, tôi hòa 4 trận và thua 2 trận. Thì chắc chắn rằng sau này bóng đá Việt Nam với cái thể thức thi đấu như thế thì rất khó để đạt được cái số điểm đấy. Thì đó là những cái điểm rất nhớ. Và tôi hơi có một cái sự tiếc nuối, là khi một cái tiếc nuối nhất là chúng tôi bị loại bán kết với SCC25 của Triều Tiên. Vì lúc đấy tôi cũng cảm nhận được bản thân mình, nếu tôi vững vàng hơn một tí có thể là đội có vào một trận chung kết. Tôi hơi cầu toàn, đá tại sân Hàng Đẩy thì đang ăn 2-1, tôi muốn thúc đẩy cầu thủ phải ăn 3-1 để cảm thấy chắc chắn hơn. Vì nghĩ rằng nếu ăn 2-1 về sân nhà người ta chỉ ăn 1-0 là mình sẽ bị loại.
thì tôi cũng đã theo dõi, nhưng mà khi mà đến giây phút cuối cùng, nếu như mình giữ cái tỷ số 2-1 có thể mình có kết quả tốt trận lượt về, nhưng để xuôi quân lên thì để mình gỡ hòa, thì đấy cũng là một cái sự mình cần phải nhìn nhận lại về cái kinh nghiệm và những cái thời điểm nhất định trong bóng đá, thì đó là cái sự tiếc nuối của tôi. Đâu là kỷ niệm đau đớn nhất của anh đối với câu lạc bộ Hà Nội? Đối với tôi thì câu lạc bộ Hà Nội thì không có nhiều cái đau đớn, tôi chỉ hơi chạnh lòng một tí. Lúc đấy là dịch, thì lại có một cái công văn thanh lý tôi gửi qua đường bưu điện bảo tôi ký, thì đấy là tôi chạnh lòng nhất đối với bản thân tôi. Để tôi cứ ký, tôi gửi cái giấy thanh lý đấy, tôi rất muốn rằng tôi sẽ là một người đàng hoàng. Tôi đứng và tôi đi, tôi sẽ ra tôi chào tất cả. Nhưng khi người ta gửi cho tôi một cái công văn qua đường bưu điện vào để tôi ký cái giấy thanh lý, và tôi lại gửi ngược lại. Và khi kỷ niệm 15 năm mà tôi đang là người làm 15 năm, tôi không có một sự lời mời, thì đấy là tôi hơi chạy lòng. Thì tôi nghĩ rằng tôi, anh Triệu Quang Hà, anh Phan Thanh Hùng, anh Hiếu Thắng phải là được những cái, phải là được câu lạc bộ ghi nhận cái sự đóng góp, mà tôi là người đóng góp xuyên suốt 15 năm. Tôi mới nghỉ năm 2021, mà mới nghỉ 2-3 tháng câu lạc bộ tổ chức kỷ niệm 15 năm mà tôi không có một sự lời mời, thì thật sự là đó là một sự tổn thương rất lớn đối với tôi và gia đình tôi. Đấy có thể là gọi là một sự đau đớn được không ạ? Không, tôi bởi vì một phần máu thịt của mình thì một phần máu thịt của mình thì tôi cho là tổn thương, nhưng tôi không quá nặng nề. Nếu mình quá nặng nề thì mình tự nhiên mình lại cảm thấy nó khác, thì mình hãy cho cái sự việc nó nhẹ đi một tí để mình cảm thấy mình cũng nhẹ hơn mình một tí. Đến bây giờ rất nhiều người không biết lý do vì sao cho cái cuộc chia tay giữa huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hà Nội. Không ai hiểu cái lý do đằng sau nó là cái gì. Thì Chu Đình Nghiêm lại chia tay câu lạc bộ theo một cách cực kỳ bất ngờ với kể cả giới truyền thông. Thì đối với tôi thì bạn biết là cái thời điểm đấy là 5 tuổi, tôi 49. Thì đội bóng Hà Nội thì khi những cái năm đấy nó có những cái không may mắn, rất nhiều cầu thủ bị chấn thương. Thế thì tôi chỉ nghĩ bản thân tôi có thể là ném lại cái điều đấy không may mắn cho đội bóng. Tôi đã chủ động, tôi gặp anh Đỗ Quang Hiển để xin nghỉ, nhưng anh Hiển vận động viên tôi là thôi em cứ cố gắng, thì ai cũng có thời điểm, thì mình sẽ cố gắng vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Thì tôi nghĩ rằng vì cái thành tích của đội bóng cộng với cái chấn thương nó rất nhiều cái nó đưa đến, thì mình nghĩ rằng đó là cái sự không may mắn. Thì tôi cũng rất nhớ là hai trận đầu tiên tôi thua. Tôi thắng được trận siêu cúp thì tôi thua Nam Định 3-0 tại sân Nam Định, và về thua Bình Dương 2-1 tại sân Hàng Đài. Thì trong cái đấy, thời điểm đấy lại có một cái khoảng nghỉ. Sau tôi quay lại thì tôi lại thắng 3 trận liên tục, là thắng Hải Phòng tại sân Hải Phòng, và hòa khi thắng xong trận Nam Định, trận với Thành phố Hồ Chí Minh, là Bruno và Hùng Dũng bị Hoàng Thịnh. Thì tôi đã thấy rằng đội bóng của tôi nó không có một sự may mắn nhất định. Cái thời điểm đấy đội bắt đầu quay lại nhưng mất một lúc hai trụ cột. Thì về chúng tôi thua trận hòa trận Hà Tĩnh 1-1, hòa trận Hà Tĩnh 1-1 và đi thua SHB 2-0. Thì tôi nghĩ rằng cái thời điểm đấy thì tôi lại nghĩ là tôi sẽ không bao giờ rời bỏ đội. Càng khó khăn tôi lại càng, vì đầu mùa tôi mới đề xuất, nhưng mà thời điểm đấy thì tôi, nhưng khi thua SHB 2-0 thì tôi rất là buồn. Thì cả ban huấn luyện thì cũng vừa họp ban huấn luyện xong, vừa buổi sáng buổi chiều bay, buổi chiều để bay từ Đà Nẵng ra, thì buổi sáng thì họp ban huấn luyện, thì tôi cũng là tìm để bây giờ làm sao mình có những cái phương hướng về những cái trận kế tiếp. Vì sau về mình sẽ gặp Viettel, Bình Định và Gia Lai thì cũng phải có phương hướng. Thì cũng đã họp bàn xong thì nghe lãnh đạo vào thông báo là tôi nghỉ. Thì tôi bảo là cái gì tốt nhất cho đội bóng thì làm. Thì đối với tôi thì cái chuyện đấy tôi nhìn rất nhiều năm, tôi cần một khoảng nghỉ để lấy lại. Thì tôi cũng nghĩ rằng nó là bình thường. Thì tôi cũng có bí với lãnh đạo những cái gì tốt nhất cho đội bóng. Mà tôi vẫn nghĩ rằng tôi luôn luôn tôi sẽ hỗ trợ đội bóng, kể cả là ở xa hay ở gần. Thì tôi luôn luôn, thì tôi chỉ muốn nói là tất cả một điều gì tìm được những huấn luyện viên nào thì đi về thông báo để cho đội nó ổn định. Vì cái thứ nhất là tôi đang làm thì cầu thủ sẽ có một hai cái sự sao nhãng. Nếu khi tôi nghỉ thì tôi không muốn, thành ra tôi không muốn cầu thủ bị sao nhãng vì việc của tôi, mà tôi muốn cầu thủ phải quay lại tiếp tục vì đây là cái nghề để quay lại. Chứ nếu như sao nhãng mà đội bóng Hà Nội chỉ chệch vặt 1-2 trận thì thành tích nó sẽ ảnh hưởng đến cả một giải. Thì tôi muốn rằng tất cả những cái điều gì đấy tốt nhất cho đội bóng.
Khi anh nhận được cái quyết định như thế, anh cảm thấy như nào? Khi mà mình đề xuất thì lại không được phê chuẩn, nhưng trong lúc mình đang muốn cùng với anh em gánh vác để vượt qua khó khăn, chứ mình không để lại khó khăn cho người khác, thì cuối cùng mình lại nhận được một cái quyết định như vậy. Anh có biết là ai là người đưa ra quyết định hay không, và nó diễn ra như thế nào? Thì có thể rằng với bạn hoặc có thể rất nhiều người, kể cả những người hâm mộ, người ta chỉ nghĩ rằng tôi chỉ thừa hưởng, người ta không đánh giá cao sự nỗ lực của tôi, người ta không đánh giá cao chuyên môn của tôi, thì người ta chỉ nghĩ rằng ai làm đội bóng Hà Nội cùng thành công. Thì có thể rằng người ta nghĩ như thế, hoặc là người ta nghĩ rằng đội bóng Hà Nội đã đến cái thời điểm cần phải thay cái chiến lược, thì đấy là lộ trình của lãnh đạo. Thì tất cả một điều đấy tôi đã xác định đi theo cái nghề này, thì tôi rất nhẹ lòng, tôi cảm thấy không có một cái vấn đề gì, vì mình đã làm hết sức mình rồi, mình đã nỗ lực hết rồi, thành công mình cũng có, thất bại mình cũng có, mà mình là người đàng hoàng đứng ngồi, không có một cái điều gì mình cảm thấy phải khuất tất, hoặc mình phải hổ thẹn với lòng mình, với cả cái tập thể mình đã xây dựng, từ các cháu cho đến các em cho đến các bạn, thì luôn luôn tôn trọng mình. Thì đấy, mình cảm thấy là cái thành công của mình. Nhưng vì làm sao có thể rằng rất nhiều người, người ta không đánh giá cao cái trình độ chuyên môn của tôi và cái hiểu biết sâu của tôi về bóng đá. Vì ta chỉ nghĩ rằng là với đội bóng Hà Nội thì ai lại có thể thành công, mà cái thành công đấy là của những người đi trước. Tôi cũng không tranh luận, vì cầu thủ của tôi mới hiểu được tôi, những người làm việc sát sườn với tôi mới hiểu được tôi, chứ tôi không đi tranh luận những cái điều đấy với những cái người người ta không hiểu tôi. Khi biết anh nghỉ thì các học trò của anh nói gì? Bạn biết rằng là chắc là các bạn cùng xem, thì cái buổi chia tay đấy rất nhiều cảm động. Đấy là ở đấy thì tôi cũng cố gắng kìm nén ở trong phòng họp, tôi không rơi nước mắt. Nhưng sau này thì tất cả những cầu thủ đều sang phòng tôi, chia sẻ với tôi hoặc nhắn tin. Thì tôi cũng ở lại Hà Nội một hai hôm để thu đồ, thì tôi mới về. Thì đấy là cái cảm giác nó khó, mà tôi nhiều khi tôi phải né tránh. Tôi cũng chờ là các cầu thủ về, hoặc tối tôi về, tôi dọn đồ, vì mình về mình gặp mình sợ, mình không kìm được cái lòng. Em có nói chuyện với rất là nhiều những người anh em của anh, học trò của anh, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối và sốc, và em tin chắc rằng họ sẽ có những cái lời chia sẻ với anh. Anh có thể chia sẻ một vài những cái lời động viên của anh em cầu thủ đối với anh mà đến bây giờ anh nhớ nhất. Sau đó là các bạn ấy viết trên Facebook rất là nhiều về cái lời chia tay. Thì tôi ít dùng mạng xã hội, thì tôi không biết các bạn nên chia sẻ, vì tôi không Facebook. Nhưng các bạn nhắn tin cho tôi thì bạn nào cũng nhắn, tất cả các bạn, kể cả các bạn đã đi rồi, không còn lại ở đội Hà Nội, cùng vẫn nhắn, vẫn động viên tôi, vẫn yêu quý tôi. Thì có cái lời của Quang Hải mà khi nói với tôi cái sự việc này, thì con nghĩ thấy bóng đá nó nghiệt ngã quá, nó quá nghiệt ngã. Tôi nghĩ rằng Quang Hải nói một câu điều đấy thì Quang Hải cũng rất trưởng thành. Nhưng tôi lại muốn Quang Hải phải hiểu là bóng đá nó có thể sự thay đổi, chứ không có cái gì là mãi mãi. Thành Lương hoặc Văn Quyết, thì kể cả Thành Lương, thì với tôi với Thành Lương như là anh em. Thì Thành Lương cũng có câu chia sẻ, những cái câu chia sẻ thì tất nhiên là để làm sao mình cảm thấy rằng mình đang đi đúng hướng. Mình là người đàn ông để mà các bạn, các em, các cháu đủ để cho người ta tôn trọng. Thì đấy là cái thành quả của mình rồi. Đối với tôi đó là những cái lời động viên chia sẻ, Duy Mạnh, Đình Trọng hay là Hùng Dũng, tất cả những cái lời chia sẻ đấy, người ta yêu quý thì mình thực sự, không phải chỉ là người ta nói khi mình nghĩ để cho mình vừa lòng. Không phải, những cái lời, những cái cầu thủ đấy nói với tôi nghĩ rằng người ta hiểu thực sự về tôi, người ta chia sẻ thực sự, chứ không phải người ta nói cho vừa lòng. Khi anh dọn đồ xong, anh xách ba lô rời khỏi căn phòng đã gắn bó với mình gần 20 năm, cảm xúc của anh lúc đấy như thế nào? Tôi rất là buồn, thật sự. Thì khi tôi dọn đồ xong, tôi cho lên xe, thì tôi ra sân, thì tôi chào ở ngoài sân. Tôi rơi nước mắt. Vì tôi biết rằng về thời điểm đấy dịch giả, thì tôi rất muốn sau đây tôi ta định đi xem cái trận đá với Việt Theo. Nhưng mà khi bắt đầu dịch bùng cái là tôi không đi được. Thì đấy là một cái khoảng thời gian thì tôi cũng rất muốn ra động viên chia sẻ với các bạn. Đến bây giờ sau khi sự kiện thấy nó đã diễn ra quá là lâu rồi, chúng ta nhắc lại, em vẫn nhìn thấy những cái cảm xúc nó dưng trên đôi mắt của anh. Hà Nội có một cái dấu ấn quá lớn đối với anh, và khi anh ra đi rồi thì chắc chắn để lại một cái khoảng trống cực kỳ lớn cho người kế nhiệm. Đấy là lý do vì sao bây giờ người ta phải nhìn nhận cái vai trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nó lớn như thế nào. Quang Hải và sau này là có cả Thành Lương đã từng nói với em, trước khi anh lấy được những cầu thủ như là Rimario hay là Hải Huy về,
thì các bạn ấy đều nói năm nay Hải Phòng sẽ rất đáng xem và sẽ trở thành một đội bóng cực kỳ ngổ ngáo. Họ dành cho anh một niềm tin rất là lớn. Đến ngày hôm nay chúng ta sẽ nói những cái câu chuyện về hiện tại. Anh về Hải Phòng, con đường nào đưa anh về Hải Phòng? Vì lúc đấy mọi người nghĩ là anh sẽ về Thanh Hóa, quê hương của anh. Thì đối với tôi, tại sao tôi lại đi Hải Phòng? Vì tôi thứ nhất, tôi muốn thử thách bản thân. Tôi muốn đi đến một đội bóng vừa thay người chủ quản và thanh lý toàn bộ. Một đội bóng đấy không có lối chơi. Tôi muốn về Hải Phòng, tôi nhường chọn những cái con người theo ý đồ chiến thuật của tôi mà tôi xây dựng lối chơi cho Hải Phòng. Khi tôi nhận lời của anh chủ tịch Văn Trần Hoàn thì tôi chỉ hứa với anh Văn Trần Hoàn tôi sẽ xây dựng lối chơi và đội năm nay chủ hạng. Đó là cái biên bản trong hợp đồng của tôi. Còn lộ trình sang năm sẽ phấn đấu vào mục tiêu từng thời điểm. Có thể là sang năm sẽ đặt vào top 5. Từng thời điểm mà cần qua một mùa giải để mình nhìn nhận, để mình bổ sung cầu thủ. Một lần nữa khẳng định bản thân và một lần nữa mình đi đến một cái nơi khó nhất để mình xây dựng cái thương hiệu của mình. Thì rất nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ thừa hưởng, thì tôi lại không muốn thừa hưởng nữa, mà tôi muốn đi một nơi khó khăn, tự tôi xây lên, thì tôi chọn Hải Phòng. Thành công bước đầu của ngày hôm nay với vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng trước khi đến làm khách trên sân Hàng Đẫy, ngôi nhà xưa của anh, có khiến anh bất ngờ không? Tôi thì rất là bất ngờ về cái kết quả này. Tôi, cái thứ nhất là Hải Phòng hiện tại nó đang rất là may mắn. Các đối thủ người ta chưa bắt nhịp được, hoặc con ta có sẽ gặp một hai vấn đề gì đấy để người ta chưa tạo được một cái điểm. Nhưng thời điểm hiện tại của Hải Phòng chỉ là nhất thời. Vì đối với cái lực lượng của Hải Phòng, cái chiều sâu nó cũng chưa có. Và Hải Phòng thì tôi phải cố gắng vuốt từng trận đấu một, từng thời điểm một. Thì tôi không muốn các bạn ấy nghĩ mình là giỏi rồi mà ngủ quên trên chiến thắng, là lúc đấy là trả giá. Vì thật sự Hải Phòng chưa thể tạo được một cái sự bản lĩnh nhất định. Phải dần dần, phải được thi đấu nhiều với nhau, phải có một bề dày thì mới tạo dựng được cái bản lĩnh đấy. Thì tôi luôn luôn từng trận đấu, từng buổi tập, tôi phải nhắc, phải luôn luôn động viên các bạn ấy, để mình xây dựng cho bản thân mình, mà mình không được phép vừa lòng mới hiện tại. Còn thời điểm này Hải Phòng đang có thể đã dần đầu, nó chỉ là tạm thời. Thì tôi không nghĩ rằng Hải Phòng sẽ duy trì được lâu, nó chỉ tạm thời, vì tôi là người làm việc, tôi hiểu cái sức mạnh của đội bóng ở đâu và cái điểm yếu của đội bóng ở đâu. Thắng một trận có thể là may mắn, thắng hai trận thì có thể là may mắn, nhưng mà thắng nhiều trận hơn thì không thể may mắn được. Lúc đấy nó phải là đẳng cấp rồi. Làm thế nào để ban lãnh đạo hoàn toàn mới, một ông huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng hoàn toàn mới với Lạch Tray, các cầu thủ tứ xứ về cũng hoàn toàn mới với nhau, lối chơi thì không có, xây dựng một lối chơi hoàn toàn mới. Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như thế anh lại có thể tạo ra một đội hình ít nhất là bây giờ đang là mạnh nhất Việt Nam? Cái thứ nhất là tôi lấy được những cái người đã từng làm việc với tôi, người ta hiểu cái triết lý của tôi, và tôi cũng lấy được những người, người ta cũng chơi vào cái sơ đồ đấy. Tôi về tôi chỉ uốn nắn lại thôi, tôi thúc đẩy, tôi lắp ghép, tôi biết bạn này mạnh ở điểm nào thì tôi đặt cho bạn ấy đúng cái vị trí của bạn ấy để bạn phát huy được cái sức mạnh tốt nhất của bạn ấy. Thì tôi rất may mắn lấy được Moses, Jimayo là những người đã làm việc với tôi, và Hải Huy. Hải Huy thì chắc chắn là Hải Huy thì là cái người rất tư duy và hiểu cái chiến thuật, vì Hải Huy cũng đã từng làm việc với anh Phan Anh Hùng và hiểu cái lối chơi của cái sơ đồ đấy. Nhưng về thì tôi muốn đặt Hải Huy cao hơn, đẩy Hải Huy áp sát đồ môn hơn, kể cả là Châu Ngọc Quang hoặc là Triệu Việt Hưng. Tôi biết các bạn ấy, nhưng có thể các bạn đi các câu lạc bộ khác, các bạn chưa phát huy được, vì tôi chưa khơi gợi được cái tốt nhất của các bạn ấy. Thì khi về đây thì tôi từ buổi tập, tôi cũng luôn luôn quan sát và động viên các bạn cái gì cần phải sửa, là cái gì mình hạn chế, cái gì mình cần phát huy, cái điểm mạnh và điểm yếu. Và có những cái cầu thủ kể cả tôi mượn, vì bạn biết rằng Hải Phòng mượn nhiều, rất nhiều người đấy, thì Gia Lai hoặc Thanh Hóa hoặc Hà Nội, thì tôi chỉ muốn rằng cái sự nhiệt huyết, các bạn vào sân chơi phải nhiệt huyết, mạnh dạn chơi. Bóng đá thì không ai đúng cả, lúc này sai lúc này đúng là cái chuyện bình thường, nhưng bạn có dám chơi hay không? Dám chơi thì đừng sợ sai, chơi dám chơi mới là quan trọng. Nhưng bình thường mình chưa chơi mình đã sợ sai thì cái sự tự tin nó không có. Thì thật sự rằng đến thời điểm này thì tôi rất tin tưởng ở đội bóng Hải Phòng, đó là một cái tập thể nắm chặt tay nhau. Đối với tôi đó là nguyên tắc làm việc, kể cả Hà Nội tôi cũng nói với tất cả các bạn hãy về đây hãy nắm chặt tay nhau. Đây là môn tập thể, không phải môn cá nhân, không có một cá nhân nào có thể làm nên một đội bóng, mà tất cả một người này mới làm nên một đội bóng. Các bạn muốn thành tích tốt thì các bạn phải làm việc cùng nhau, không phải có một người làm mà 9 người không làm,
các bạn phải làm việc cùng nhau thì chúng ta mới có mong kết quả tốt. Thì đến thời điểm này tôi rất tự tin để bảo Hải Phòng sự đoàn kết, kể cả từ cầu thủ ngoại cho đến tất cả những cầu thủ các tỉnh thành về đây. Nhưng tôi bảo là với các bạn có thể đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Gia Lai, Thanh Hóa hay là Quảng Ninh hoặc là Sông Lam. Như các bạn về đây rồi thì các bạn chỉ biết là mình là người Hải Phòng, đá cho đội bóng Hải Phòng. Chứ các bạn đừng nghĩ rằng lấy cái vùng quê, vùng miền. Tôi cũng là người xa xứ. Nhưng tôi đi đến đây thì tôi xác định đội bóng Hải Phòng là đội bóng của tôi. Thì tôi toàn tâm, toàn ý với đội bóng Hải Phòng. Làm thế nào để anh có thể làm cho các cầu thủ nắm chặt tay nhau được? Chúng ta nói thì dễ lắm. Nhưng mà những người đàn ông họ cũng có những cá tính khác nhau. Thậm chí là họ còn có thể là những người đang cạnh tranh vị trí trực tiếp với nhau ở trên sân. Làm thế nào để họ thực sự là có thể đoàn kết được? Cái thứ nhất là mình phải thể hiện được cho người ta biết cái sự công bằng của mình. Dừng buổi tập đấy, mình phải tỏ rõ cái quan điểm của mình cho đội bóng. Còn đội bóng bảo rằng các bạn nó phải như thế thì các bạn, nếu như các bạn cho là các bạn như thế là tốt thì các bạn cứ xem. Còn nếu như tôi nói cái này tốt thì các bạn phải thay đổi. Còn nếu như các bạn không thay đổi thì chắc chắn các bạn sẽ không nằm trong cái lộ trình của đội bóng. Vì bạn cho bạn ra ngoài của đội bóng thì là không, bạn chắc chắn bạn sẽ bị đào thải. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những quan điểm đấy và qua những cái sự việc có thể xảy ra thì cầu thủ có thể nhìn thấy nó là đúng thì người ta sẽ tự siết chặt cho nhau. Thì tôi cũng nói với tất cả cầu thủ thì mình có gia đình, mình là trụ cột gia đình, mình là người đàn ông, trời có sập xuống mình vẫn phải đứng dậy. Và các bạn có thể chơi với các bạn ngoài đời, ví dụ như ngoài xã hội, mẹ bạn thân, nhưng các bạn cái thời gian các bạn ở với các bạn ngoài đời ít lắm. Vì các bạn ở với đội bóng 30 con người này, nhiều hơn rất nhiều. Trong một năm các bạn chỉ gặp người ngoài rất ít, nhưng các bạn một ngày 24 tiếng đồng hồ thì các bạn gặp nhau đây mất mười mấy tiếng, trừ mấy tiếng đi ngủ. Và các bạn có thể các bạn không thân nhau, chứ không cần các bạn phải thân nhau. Thì tất nhiên trong đội bóng nào thì cũng có mảng nọ mảng kia, nhưng các bạn hãy nghỉ về nhau, hãy nghỉ tốt về nhau. Thì bây giờ trong đội bóng mà không nghỉ về nhau thì nó rất khó. Vào sân không truyền bóng, đồng đội mình sai không hỗ trợ thì đấy không phải là một tập thể. Thì nó sẽ có hiện tượng như thế. Vì thế, ví dụ như nếu số Gia Lai hoặc là số Nghệ An hoặc là số Quảng Ninh mà gặp nhau với truyền bóng cho nhau thì đội bóng sẽ yếu đi. Đấy, hoặc là các bạn Tây thì tìm nhau mà truyền bóng nó cũng lại yếu đi. Thì đối với tôi không được phép. Đó là nguyên tắc của tôi. Thì tất cả cầu thủ đều hiểu, thấm nhuần được cái điều đấy. Và những cái vấn đề mình cần phải xử lý thì mình phải có sự công bằng. Mình không yêu quý ai. Kể cả những cái bạn ấy, đối với tôi, những người cùng quê với tôi còn nghiêm khắc hơn. Tôi không biết các bạn ở đâu đến, các bạn cứ nỗ lực tập tốt. Kể cả là cầu thủ trẻ, tôi sẽ tạo cơ hội. Còn nếu mà tôi không tạo cơ hội cho các bạn, đó là cái điểm tôi buồn nhất. Nếu tôi vì một cái sự thiên vị thì tôi buồn nhất. Đó là gì? Tôi luôn luôn, có thể rằng rất nhiều cầu thủ cứ nghĩ rằng mình sẽ được ra vào sân. Hoặc ấy, nhưng không, đối với tôi không, tôi quan sát từng buổi tập. Ai có nỗ lực, tôi sẽ tạo cơ hội. Ai cũng được tạo cơ hội, nhưng các bạn phải nắm bắt cái cơ hội. Nhưng các bạn không nắm bắt được cơ hội sẽ trôi qua. Tôi lại phải dành cho người khác. Có rất nhiều những cầu thủ mà anh mượn về. Ví dụ như là Châu Ngọc Quang, ví dụ Triệu Việt Hưng, kể cả Dũng Quang Nho nữa. Ở Hoàng Gia Lai thì họ chỉ đóng vai trò dự bị hoặc không được sử dụng. Nhưng có rất là nhiều những cái vòng đấu, họ là những người ghi bàn trong khi Hoàng Gia Lai bị tịt ngòi. Làm thế nào để anh có thể đánh thức được cái bản năng sát thủ của họ cũng như là cái khát khao của họ? Tôi nghĩ rằng là với Triệu Việt Hưng và Dũng Quang Nho, có thể là khi bạn thi đấu ở Gia Lai bạn ít được, và có thể rằng là cái người huấn luyện viên hoặc là một cái góc độ đấy người ta không nhìn được cái tiềm năng của các bạn ấy. Nhưng mà tôi chắc chắn thì với Triệu Việt Hưng và Dũng Quang Nho hoặc là Châu Ngọc Quang là đấy là những cầu thủ tiềm năng, rất tiềm năng. Mình khơi gợi đúng các bạn ấy sẽ bùng nổ. Mình phải cởi bỏ cái áp lực, hãy cho các bạn chơi thật sự thoải mái. Thì đối với Triệu Việt Hưng thì tôi nghĩ Triệu Việt Hưng đã hiểu được rất nhiều cái triết lý của tôi muốn đưa đến cho Triệu Việt Hưng. Nhưng Châu Ngọc Quang thì tôi cũng đang muốn bạn phải đơn giản hơn rất nhiều. Bóng đá bây giờ cần cái sự đơn giản thì nó hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng Châu Ngọc Quang là con người có tốc độ, có chuyên môn kỹ thuật, có thể tất cả. Nhưng ví dụ như mình chỉ cần dườm giả, mất nhịp đồng đội và đội bóng thì đối với tôi vẫn nói Châu Ngọc Quang, nếu cháu không có một sự lựa chọn nào thì cháu hãy đột phá một chút. Nhưng nếu cháu có một sự lựa chọn tốt hơn, cháu thì phải dựa vào cái sự lựa chọn đấy. Phải dựa chơi với đồng đội, hãy tin tưởng đồng đội bên cạnh, chứ đừng nghĩ mình phải làm được một cái việc gì đấy.
quá lớn thì mình không tin tưởng đồng đội bên cạnh mình, đấy là một cái điều rất khó. Thì khi mà về làm sao đối với tôi xây dựng đội bóng thì tôi muốn ví dụ như ba người này chơi với nhau gần nhau, phải hiểu tính cách của nhau. Ngày nào tôi cũng bắt ba bạn chơi với nhau đá tập luyện cùng chơi để các bạn phải hiểu, xây dựng từng cánh một, các bạn phải hiểu tính cách của nhau, người lên người về như nào các bạn phải hiểu. Thì tôi đều xây dựng như thế để làm sao các bạn tự hiểu. Để vào sân mình có thể là mình chỉ cần biết cái bước chạy của mình, đồng đội mình là có thể biết mình đồng đội mình đang ở đâu. Trong một bữa cà phê ở đội tuyển quốc gia, mọi người đã nói rằng Trương Hoàng Quang về với Hải Phòng là cực kỳ phù hợp. Bởi vì có rất nhiều những cầu thủ đá chính ở ngoài Gia Lai không được gọi lên đội tuyển đợt vừa rồi, nhưng Trương Hoàng Quang lại được gọi lên đội tuyển. Và coi rằng là Rạch Chay, Hải Phòng và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã đánh thức được cái tiềm năng của bạn đấy để huấn luyện viên Phang Sơ gọi bạn đấy vào đội tuyển quốc gia. Anh đánh giá như nào về cái sự ghi nhận của các đồng đội Trương Hoàng Quang ở đội tuyển quốc gia với cái sự cống hiến và hỗ trợ của câu lạc bộ Hải Phòng? Thì đối với Trương Hoàng Quang, nếu như mình quan sát, thí dụ nếu mà huấn luyện viên không kiên trì, vì bạn chơi có thể nhiều khi không tuân thủ chiến thuật, nhưng cầu thủ đấy là có thể cầu thủ có thể là bùng nổ ở từng thời điểm nhất định, vì bạn ấy có đầy đủ tố chất và tiềm năng để bùng nổ. Thì nếu mình nhìn nhận một điều đấy, mình phải kiên trì với những con người đấy. Thì khi tôi làm việc thì tôi cũng rất kiên trì với Trương Hoàng Quang, vì tôi nghĩ rằng với cái thành tích của đội bóng mà Trương Hoàng Quang thi đấu ấn tượng như thế, thì với huấn luyện viên đội tuyển người ta cũng muốn thay đổi một cái gì đấy, nhân tố mới ở trên đội tuyển, thì đấy là cái cơ hội để Trương Hoàng Quang có mặt ở đội tuyển. Không may cho Triệu Việt Hưng là cái thời điểm đấy Triệu Việt Hưng bị chấn thương, chứ nếu tôi nghĩ rằng Triệu Việt Hưng mà được thi đấu liên tục thì chắc chắn rằng cũng sẽ phát được một cái tín hiệu tốt cho huấn luyện viên đội tuyển. Mọi người cũng ghi nhận là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm rất là thông minh. Ví dụ như là anh lựa chọn Hải Huy, một người mà có chung cái triết lý chiến thuật với anh, đá ở vị trí được gọi là vị trí cầm giữ cái chiến thuật, hay là xây dựng những người thuộc cái trục dọc, ví dụ Moses hay là Ri Mario. Anh luôn luôn có xu hướng là tổ chức những cầu thủ rất hiểu nhau, chơi thành một nhóm và tạo ra một cái chiến thuật nhóm rất là tốt. Cái điều này nó thể hiện như nào trong những thành công của Hải Phòng? Thì đối với tôi thì không cần phải ở Hải Phòng, ở Hà Nội tôi cũng xây dựng như thế. Đây là cái triết lý của tôi, và tôi không muốn đội bóng phụ thuộc bất cứ một ngôi sao nào. Đội bóng mà phụ thuộc vào một ngôi sao, đấy là đội bóng yếu. Đối với tôi đây không phải là một đội bóng mạnh, mà tất cả những cầu thủ ở trên sân đều là ngôi sao. Các bạn cũng có thể ghi bàn, thì tôi rất muốn cầu thủ ở trong sân chơi với nhau là phải tin tưởng đồng đội của mình. Thì các bạn nghĩ rằng các bạn không tin thì các bạn không truyền bóng cho người ta. Các bạn muốn các bạn làm khó hơn thì chính các bạn lại làm khó đội bóng. Nhưng các bạn nghĩ rằng đồng đội mình có thể làm được cái điều đấy. Kể cả ví dụ như có nhiều cầu thủ lớn tuổi, ví dụ như kinh nghiệm, nhưng mà thấy cầu thủ trẻ vào sân, những tình huống 50 chưa chắc các bạn lại truyền cho cầu thủ trẻ, nhưng hãy tin cầu thủ trẻ sẽ làm được, xây dựng đội bóng. Vì tại sao nó là một cái sự trùng dọc mà cần một cái sự ổn định. Tôi không xây dựng hai trung phong để đưa ví dụ như 8 người ở dưới đưa lên cho trung phong giải quyết trận đấu, mà tôi muốn rằng cả đội bóng phải được chơi bóng, mình phải sắm xây dựng từ dưới lên, và mình tấn công hoặc phòng ngự là tấn công cả đội và phòng ngự cả đội. Cái trách nhiệm đối với đội bóng thành công với thất bại là của cả đội, chứ không phải của riêng ai, không phải của tôi hay không phải của cầu thủ ghi bàn, mà không phải lỗi của cái người để thua, vì lỗi cũng của người khác, chứ không phải tự dưng mình là ở trên sân, mình là 11 người mình có cái lỗi ở trong bàn thua đấy, và mình cũng có công trong cái bàn thắng đấy. Thì tôi muốn xây dựng tất cả một cầu thủ phải hiểu được cái điều đó, cùng lên cùng về, và cái khoảng cách giữa các vị trí có thể hỗ trợ được nhau rất là tốt, đúng không ạ? Thêm một điều nữa, mọi người đang nói về cái câu chuyện là rồi sẽ có thêm những ngôi sao nữa đến với Lạch Chay, và người ta đang nói về Thành Trung. Nếu có Thành Trung thêm nữa thì Hải Phòng sẽ cực kỳ mạnh, bởi vì bạn đấy cũng đã quá hiểu cái triết lý bóng đá của anh. Và theo như thông tin mà Minh Hải biết thì hiện nay là chủ tịch Văn Trần Hoàn cũng đã gom đủ tiền rồi để chuẩn bị đưa Thành Trung về. Anh nghĩ thế nào về một cái triển vọng là anh lại sẽ có thêm những chiến tướng nữa, những người mà có thể rất là hiểu cái triết lý bóng đá của anh và gánh vác được những cái sự kỳ vọng của anh về mặt chiến thuật? Đối với bất cứ một huấn luyện viên nào, chúng đều muốn cầu thủ giỏi về với mình. Người ta giỏi sẽ giúp cho đội bóng, mà người ta hiểu được cái triết lý của mình, đó cũng là một cái rất tốt. Nhưng đối với Thành Trung thì tôi vẫn khuyên Thành Trung, nếu con có ở lại Hà Nội, con nên ở lại. Thì tôi rất muốn, nhưng tôi không muốn Thành Trung đi rời khỏi Hà Nội, vì Hà Nội cũng đã cho Thành Trung được dụ là cầu thủ trẻ đào tạo từ Hà Nội, và Thành Trung trưởng thành cùng ở Hà Nội. Thì tôi cũng rất muốn Thành Trung ở lại cống hiến và đóng góp, và sau này có thể là nó là một cái biểu tượng của đội bóng Hà Nội. Nhưng mà nếu như còn tất nhiên rằng nếu mà Thành Trung ra đi, lãnh đạo thì rất muốn, nhưng tôi muốn rằng Thành Trung phải suy nghĩ thật chín chắn trong cái vấn đề ra đi, vì tôi không muốn, tôi là người kêu gọi những cái con người đối với tôi làm việc, nhưng tôi không muốn như thế. Rất nhiều cầu thủ muốn xin tôi về đây chứ không phải mình Thành Trung,
Nhưng mà tôi không muốn, tôi vẫn muốn các bạn phải chọn một cái lựa chọn rất tốt, tốt nhất cho bạn ấy và hợp lý nhất. Chứ cũng không đừng nhìn, đứng đời cầu thủ thì tất nhiên là nó rất ngắn, nhưng cũng không nên đứng núi này trông núi kia. Ví dụ như ăn cây nào rào cây đấy, hoặc là mình trưởng thành từ ở đấy, mình phải dành cho một cái đấy một cái sự trân trọng nhất định. Hoặc có thể mình chịu thiệt ở nơi khác, người ta có thể trả cao hơn, nhưng mình có thể mình chịu thiệt đi một tí, mình phải ở lại ở nơi đấy, vì nơi đấy là người ta đã tạo dựng ra mình, người đấy người ta hiểu mình. Còn mình đi thì tất nhiên mình phải thử thách, mình lại phải thay đổi môi trường. Thì với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi vẫn khuyên Thành Trung như thế. Còn bất đắc dĩ lắm phải đi thì hãy đi, còn nếu mà có thể ngồi lại và làm việc với nhau thì nên ngồi lại. Bây giờ rất nhiều người Hà Nội cảm thấy lo lắng bởi vì cái tầm ảnh hưởng của anh quá là lớn. Cái việc mà anh lấy những cầu thủ của Hà Nội nó không hề khó khăn gì cả. Thực ra cái điều này có nằm trong suy nghĩ của anh không? Thì cái điều này thì chắc chắn nó nằm trong suy nghĩ của tôi, không phải là riêng đội Hà Nội. Rất nhiều cầu thủ, vì các bạn biết rằng là trong bóng giới bóng đá thì người ta có sự truyền miệng. Thí dụ về cái tính cách, về cách huấn luyện, thì thí dụ như rất nhiều người, người ta biết cái phong cách của tôi, cái tính cách, người ta cũng rất muốn về làm việc cùng với tôi. Người ta cũng rất muốn, nhưng đối với tôi thì tôi phải nhìn vào cái cầu thủ đấy về có tốt cho đội bóng hay không, mà tốt cho bạn ấy hay không, thì mình mới kết hợp cả hai. Chứ không phải là mình muốn lấy về thì có thể nhiều cầu thủ về, nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc của đội bóng, hoặc là nó có hòa đồng được với đội bóng mình hay không. Thì tất nhiên rằng tôi sẽ rất có lợi thế với những cầu thủ Hà Nội, vì tất cả những cầu thủ Hà Nội đã từng làm việc với tôi. Mà tôi dám khẳng định rằng tất nhiên rằng để mà 100% yêu quý tôi thì chưa hẳn, nhưng tôi dám khẳng định 90% các bạn đã yêu quý tôi. Thì tất cả những người đấy thì khi biết làm việc với tôi, chưa trong cả một khoảng thời gian tôi làm việc, kể cả khi tôi làm trợ lý, tôi quản lý đội bóng như thế nào, tính cách tôi như thế nào, các bạn ấy đều hiểu. Khi tôi làm chuyên môn đi công bằng như thế nào, các bạn đều hiểu. Thì chắc là các bạn sẽ rất muộn nếu mà đi làm việc thì để một người huấn luyện viên để hiểu được bản thân mình, mà mình hiểu được huấn luyện viên thì cái sự khởi đầu nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đang ngồi ở Lạch Tray và ở đây gọi là chảo lửa. Từ khi anh về, chảo lửa đấy nó không ngừng tăng nhiệt. Anh cảm xúc như thế nào khi được dẫn dắt đội bóng ngay tại Lạch Tray, một nơi mà em tin là trước đây anh làm câu lạc bộ Hà Nội, đến đây mỗi lần anh cũng cảm thấy có đôi phần cảm thấy là cũng hơi gọi là có một chút cảm xúc của mình là cũng có hơi một chút gọi hơi nổi da gà. Không phải là bản thân tôi, huấn luyện viên hay là cầu thủ nữa. Thì để mà chơi được một cái trận đấu mà có rất nhiều khán giả cuồng nhiệt như thế, đối với sự hưng phấn nó rất cao. Tôi cũng nói với cầu thủ tôi rất nhiều, các bạn hãy nhìn lên khán đài để mà đá để phục vụ cho con người đấy. Đừng có nhiệt huyết, vì khi tại sao khi đội bóng Hải Phòng đá trận đầu tiên với Nam Định thì cũng chưa, lượng khán giả cũng chưa đông, nhưng đến cái trận thứ hai đá với Thanh Hóa thì rất là đông, rất là đông. Vì khi người ta nhìn thấy đội bóng Hải Phòng đã thay ra đổi thịt, cũng cộng mới có thành tích, mà khán giả thì rất là cuồng nhiệt ra sân. Nói chung là cảm thấy rằng với những cái người như chúng tôi làm nghề thì mình muốn làm nghề thì cũng muốn người khác người ta xem của mình. Cái thành quả mình kéo được khán giả nhiều đến sân đó là cái thành quả của đội bóng. Nếu mình đá mà không có ai xem đó là cái thất bại. Thì tôi nói với tất cả cầu thủ tôi là phải cố gắng nhìn lên khán đài, xem cái sự nhiệt huyết đấy, để mình chơi làm sao thật sự mình chơi bóng đá, đừng nặng quá về cái chuyện thắng thua ở chiến thuật. Thắng thua đấy là cái sự suy nghĩ của tôi, chứ các bạn đừng nghỉ. Các bạn vào sân các bạn phải chơi bằng một cái sự thăng hoa, hãy giải thoát mình, chứ đừng áp lực là sợ lỗi hoặc thế nào ấy kia thì các bạn không thăng hoa được. Thì các bạn hãy chơi, nhìn lên khán đài. Thì thật sự rằng với cái không khí mấy trận thì tôi nghĩ rằng nghề phòng cuồng nhiệt, nhưng tôi vẫn luôn như nói là nhiều khi hơi thái quá. Thì thật sự rằng nhiều khi vì tôi rất muốn nói cả với chủ tịch là mình phải thay đổi cái hình ảnh của cả lối chơi của mình và cả khán giả, để làm sao mình chỉ nghĩ về bóng đá đẹp. Cái không khí ở trên sân mình rất đẹp rồi, nhưng đừng để những cái nó không tốt, kể là pháo sáng lúc rầm rộ hoặc là những cái gì nó không tốt, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của câu lạc bộ, hình ảnh của người dân Hải Phòng. Thì tôi muốn rằng nó hòa nhập được cả hai thứ để mình xây dựng lại cái hình ảnh đấy. Hai lần Hải Phòng gần như đã chạm tay vào chức vô địch, nhưng cuối cùng đều bị mất chức vô địch vào tay của Hà Nội, đội bóng mà anh đã cống hiến. Bây giờ chúng ta nhìn lên khán đài, đôi mắt của các cổ động viên Hải Phòng chỉ hiện lên đúng một cái cúp thôi. Năm nay giấc mơ đoạt cúp của Hải Phòng liệu có thực hiện được không anh? Không, tôi chưa nghĩ đến điều đấy. Tôi đã nói là tôi về đây, tôi chỉ xây dựng lối chơi và chủ hạng thành công. Còn tất nhiên rằng khi mà làm bóng đá thì ai cũng có tham vọng nhất định, nhưng mình phải biết thời điểm đội bóng mình đủ chín mùi chưa. Còn tất nhiên rằng đội bóng Hải Phòng
thời điểm này có thể đang có kết quả tốt, nhưng tôi nói là chỉ là tạm thời. Khi mình cần có một sự ổn định thì lúc đấy mình mới nghĩ một cái xa hơn. Cái thứ nhất mình cần một cái sự ổn định và mình phải có một chiều sâu, có cái lộ trình, định hướng, chứ không phải là mình nghĩ rằng mình thắng 1-2 trận mà mình nghĩ đến chức vô địch. Đấy là sự viển vông. Và cái suy nghĩ của anh càng làm cho Hải Phòng trở nên nguy hiểm hơn, bởi vì tất cả các cầu thủ đều cảm thấy là phải rất là cố gắng vì đây chỉ là thành công bước đầu thôi, chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội rồi. Anh có nghĩ rằng đây là cái thời điểm câu lạc bộ Hà Nội yếu nhất và đây cũng là cái thời điểm tuyệt vời nhất để anh có thể giành một cái chiến thắng trước một đội bóng mà đã sa thải anh bằng một tờ giấy? Thì đối với đội thời điểm này, đội bóng Hà Nội, thì có thể rằng người ta vừa qua 2 trận không tốt, một trận hòa, một trận thua. Thì tất nhiên rằng tôi là người trong lòng đội bóng, tôi biết. Vì tôi đã ở với đội bóng Hà Nội rất lâu rồi, tôi đều biết. Vì cái sự kỳ vọng về đội bóng nó quá lớn. Cho nên bất cứ ai làm đội bóng Hà Nội đều bị một cái áp lực. Vì đội bóng Hà Nội thắng thì nó là bình thường, thua là một vấn đề, hòa là một vấn đề. Chỉ cần trượt choạng 1-2 trận, nó cái áp lực nó sẽ rất lớn, đến với cả lãnh đạo, đến cả huấn luyện viên, đến cả cầu thủ. Nhưng mà không biết vượt qua, nó là một cái áp lực thực sự. Thì tại sao rất nhiều năm tôi làm Hà Nội, tôi cũng phải là người cởi bỏ cái áp lực đấy. Thì tôi nghĩ rằng thời điểm này Hà Nội đang hơi sao nhãng trong cái vấn đề đấy. Chắc chắn là thời điểm này không tốt cho Hà Nội. Nhưng đối với tôi thì tôi trận tới đây, tôi chỉ muốn rằng chơi một chữ bóng đá công hiến. Mà tôi nói với cả chủ tịch của tôi là mình hãy thay đổi, mình hãy cổ động viên khán giả Hải Phòng, hãy cổ động viên thật sự văn minh ở sân để làm tạo nên có một cái không khí bóng đá. Còn tất nhiên trong bóng đá thì ai cũng mong có kết quả tốt nhất, nhưng tôi nghĩ rằng thời điểm này thì tương quan lực lượng thì Hà Nội vẫn nhỉnh hơn, và Hà Nội có thể đi đá sân khác như thế nào cũng được, nhưng về sân hàng đẩy thì Hà Nội chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Vì tôi hiểu, vì tôi đã từng làm đội bóng Hà Nội rất nhiều năm, đội bóng Hà Nội chỉ cần về sân nhà sẽ thay đổi toàn bộ. Có thể đi sân khách hoặc đến sân nọ hay kia, nhưng đi về sân nhà thì các bạn đã chơi rất thăng hoa. Anh đã giành cả 100 chiến thắng rồi, anh đã giành đủ tất cả các loại cúp ở Việt Nam rồi, nhưng mà em vẫn tin là cái trận đấu với Hà Nội tới đây sẽ là một chiến thắng mà anh mong chờ vào bậc nhất, để chứng tỏ một điều là anh đang xây dựng một đội bóng từ đầu và có thể thành công, chứ không chỉ là thừa hưởng giống như những cái gì người ta nghĩ ở Hà Nội. Anh có cái suy nghĩ như vậy không? Tất nhiên rằng tôi nói cái đấy là cái mong muốn thì ai cũng đều mong muốn, nhưng tôi không muốn cái điều đấy để cho cầu thủ tôi. Vì các bạn cứ nghĩ như thế tự nhiên tạo cái áp lực và tạo cái sự cay cú. Đá bóng đừng nghĩ mình phải thắng. Nếu các bạn bóng đá mà cứ nghĩ mình phải thắng là lời các bạn thua đấy. Mình chỉ cống hiến đi thì thành quả sẽ đến với mình. Chứ bây giờ các bạn chưa ra sân, các bạn cứ phải cho các bạn là thắng thì các bạn tự nhiên tạo áp lực cho mình. Nhưng thâm tâm tôi thì tôi rất muốn kết quả tốt, nhưng tôi không bao giờ quá đặt nặng mình phải thắng. Mình chỉ cần một trận cầu đời đẹp, cống hiến, kết quả như thế nào cũng được. Thì mình cũng có thể là thua, nhưng cổ động viên người ta vẫn yêu quý. Là mình chơi cống hiến, đội vẫn có thể giữ được cái lối chơi, chứ không phải mình chơi tiêu cực để mình thắng. Đối với tôi không thích như thế. Trên sân ở đấy, trận tới sẽ có rất nhiều các cổ động viên của anh ngồi ở bên phía cổ động viên của đội Hà Nội. Anh muốn nói gì về họ? Thì tôi chỉ nói là tất cả những người cổ động viên thì tôi luôn luôn yêu quý, vì đấy là những cái người làm nên bóng đá. Bóng đá không có khán giả, không phải bóng đá, thì các bạn đã yêu quý từ cái lối chơi, yêu quý từ cách tính, yêu quý từ cái màu cờ sắc áo. Thì tôi chỉ muốn rằng tất cả một cái bạn để một cái sự nhìn trung thực hơn, đánh giá tốt hơn cho tất cả những cái đội bóng của các bạn đang yêu quý. Và chỉ muốn các bạn thật sự bây giờ bóng đá nó là văn minh, cũng là cổ động viên cũng văn minh, thì để tạo cho những cái không khí ở trên khán đài mà nó là cái động lực lớn nhất cho cầu thủ ở dưới sân người ta thể hiện. Xin được cảm ơn anh Chu Đình Nghiêm rất là nhiều. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và có một cái chuyến về sân hàng đẫy thực sự giàu cảm xúc. Cảm ơn anh. Nấm đồng trùng hạ thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi, có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm đồng trùng hạ thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm đồng trùng hạ thảo bán tự nhiên. Khác với đồng trùng nhân tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm đồng trùng hạ thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại.
Công nghệ này giúp đông trùng hạ thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1.180.000 đồng. Mua 3 hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng ngay một hộp cùng loại trị giá 3.540.000 đồng.